Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra khoảng 22 giờ 41 phút ngày 7 tháng 10 giờ địa phương, tức 20 giờ 41 phút ngày 7 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 80 km, khu vực phía tây bắc tỉnh Shiba. Theo hãng tin Bloomberg, truyền thông Nhật đã ghi lại hình ảnh nước tràn lên từ các hố ga trên đường phố và nhiều trạm tàu tại Tokyo bị cúp điện. Hệ thống tàu điện ngầm, tàu điện và tàu cao tốc tại Tokyo bị gián đoạn, trong khi sân bay Haneda tạm đóng cửa đường băng trong thời gian ngắn để kiểm tra an toàn. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra tình hình. Theo đài NHK, hai phụ nữ tại tỉnh Shiba đã bị thương vì trận động đất. Mặc dù động đất thường xuyên xảy ra ở Nhật Bản, nhưng trận động đất mạnh như ngày 7 tháng 10 rất hiếm khi xảy ra ở thủ đô nước này. Tại một số khu vực của Tokyo, cường độ của trận động đất này đã đạt mức 5 trên thang đo 7 cấp độ của Nhật Bản. Cơ quan này cho biết không có mối đe dọa sóng thần từ trận động đất. Theo Bloomberg, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Masunoe Okazu đã thông báo các cơ sở hạt nhân chưa ghi nhận bất thường nào. Theo công ty điện lực Tokyo, khoảng 250 tòa nhà tại Tokyo bị mất điện trong thời gian ngắn. Cường độ của trận động đất ngày 7 tháng 10 được cho gần tương đương với trận động đất tháng 3 năm 2011 ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Trận động đất năm 2011 đã cướp đi sinh mạng hơn 15.000 người trên khắp Nhật Bản.